xin chào các bạn mình là thanh và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề cái chủ đề này thì uh, có lẽ là sẽ giúp các bạn rất là nhiều nhất là những cái bạn mà mới bắt đầu sử dụng excel hoặc là những cái bạn mà gặp phải những cái lỗi mà rõ ràng là chúng ta đi copy những cái công thức ở trên mạng hoặc là sử dụng những cái file Excel và chuyển công thức sang bằng cách copy paste thì nó sẽ không bị lỗi thì đây là cái video dành cho các bạn. Video này thì chúng ta sẽ nói về cái việc là tại sao mà cái dấu ngăn cách giữa các cái thành phần ở trong một công thức ở trong file Excel mà các bạn đang sử dụng ấy trên máy của các bạn nó lại là dấu chấm phẩy hay là dấu phẩy làm sao mà có thể đổi giữa hai cái kiểu dấu này và quan trọng là chúng ta sẽ học cách là tại sao mà chúng ta lại sử dụng dấu chấm phẩy tại sao chúng ta lại sử dụng dấu phẩy tại sao nó lại có cái sự khác biệt này tại sao excel lại gây ra điều đó thì video này sẽ đi trả lời rất là nhiều câu hỏi tại sao đó của các bạn và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một số cái lưu ý khi mà nhập ngày tháng ở trong excel làm thế nào để nhập ngày tháng cho thuận theo những cái cách mà chúng ta vẫn hay sử dụng ở việt nam ví dụ như là cách nhập ngày trước tháng sau sau đó là mới đến năm chẳng hạn thì làm như thế nào để chúng ta có thể thay đổi được hệ thống của chúng ta để mà chúng ta nhập liệu một cách hiệu quả hơn và nhanh hơn cũng như là tránh sai sót và cái phần cuối cùng của video thì chúng ta sẽ nói về cách là làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi được ngôn ngữ hay là cũng như giao diện của excel đầu tiên thì để mà kiểm tra xem xem cái phiên bản excel mà chúng ta đang sử dụng là sử dụng cái dấu ngăn cách giữa các cái thành phần của công thức là dấu phẩy hay là dấu chấm phẩy ấy, thì rất là đơn giản các bạn chỉ việc gõ vào một cái công thức bất kỳ mà có tham số ví dụ như hàm xăm quen thuộc của chúng ta chẳng hạn thì các bạn nhìn thấy ở cái phần miêu tả của hàm ở phía dưới này cái phần gợi ý ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là giữa number one và number two thì các bạn nhìn thấy rõ ràng nó là dấu chấm phẩy chứ không phải là dấu phẩy thì ở đây chúng ta có thể biết chắc chắn rằng khi mà cái dấu ngăn cách của chúng ta đây là dấu chấm phẩy ấy, thì chúng ta nhập cái số thập phân vào trong Excel ấy, thì chúng ta có thể sử dụng được dấu phẩy ví dụ như là 1,0 chẳng hạn như thế này hoặc là 1,23 chẳng hạn thì nó sẽ là một con số chứ nó sẽ không phải là một cái chữ. Ví dụ như nếu mà chúng ta nhập vào là 1.23 chẳng hạn bấm enter thì ở trong một cái file Excel mới tinh ở trên một cái sheet mới tinh chưa được format gì cả thì dữ liệu dạng chuỗi sẽ được căn lề trái, dữ liệu dạng số sẽ được căn lề phải. Thì tại sao lại có cái sự khác biệt này? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng hàm xăm chẳng hạn ấy Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái dấu ngăn cách giữa các cái thành phần này là dấu phẩy ấy Thì nó sẽ trở nên lẫn với cả những cái dấu phẩy ở trong những cái con số mà chúng ta nhập vào hàm xăm dẫn đến là chúng ta sẽ gặp lỗi Thế nên là nếu mà các bạn sử dụng cái dấu thập phân là dấu phẩy thì cái dấu ngăn cách các cái thành phần công thức của chúng ta sẽ không phải là dấu phẩy nữa và ở trong trường hợp này không phải là dấu phẩy thì sẽ là dấu chấm phẩy. Còn nếu mà các bạn mua một cái máy tính về và ở hàng máy tính họ set up cho chúng ta một cách mặc định ấy thì mặc định thì thường là máy tính mua ở Việt Nam sẽ được set up là vùng miền các thứ là đều ở bên Mỹ. Thế nên là dấu thì chúng ta sẽ phải nhập theo kiểu Mỹ là 1.23 chẳng hạn và cái dấu ngăn cách giữa các cái thành phần trong một công thức thì sẽ là dấu phẩy nhưng mà nói thật với các bạn thì mình thì mình vẫn quen là cái dấu ngăn cách giữa các thành phần trong một công thức ấy là dấu phẩy hơn là dấu chấm phẩy nhưng mà cái đó không có vấn đề gì cả chúng ta có thể làm quen và thay đổi và cái trong trường hợp này thì chúng ta sẽ nói về cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi cái dấu ngăn cách giữa các thành phần ở trong công thức từ dấu chấm phẩy sang dấu phẩy như sau thì ở đây thì chúng ta sẽ cần đến Control Panel của máy tính của các bạn. Thì uh, tùy vào cái phiên bản Windows mà các bạn đang sử dụng thì các bạn sẽ có cách mở ra Control Panel khác nhau. Nhưng mà trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách là chúng ta sẽ bấm phím tắt là Windows và phím R trên bàn phím. Thì ở trong cái cửa sổ Run ở đây thì chúng ta sẽ gõ vào là Control Panel và bấm Enter trên bàn phím. Thì ở trong Control Panel này thì chúng ta sẽ bấm vào Clock and Region Và nếu mà các bạn không nhìn thấy cái giao diện tương tự như của mình Thì các bạn sẽ chỉnh lại cái phần View By là Category Và chúng ta sẽ bấm vào Clock and Region Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào Change Date Time or Number Formats Và ở trong cái cửa sổ Region ở đây thì chúng ta sẽ đi đến Additional Settings sau khi đi đến Additional Settings thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ gọi là cửa sổ Customize Format Và ở trong cửa sổ Customize Format này thì chúng ta sẽ có một cái mục là Decimal Symbol Và các bạn có nhìn thấy không? Chúng ta đang để là dấu phẩy Nếu mà chúng ta thay bằng dấu chấm chẳng hạn Ok, dấu chấm là cái dấu thứ hai Ở trong cái trường hợp này Thì chúng ta sẽ có thể test khi mà chúng ta quay lại Excel bằng cách là bấm phím Apply rồi bấm nút OK Rồi bấm nút Apply rồi OK một lần nữa Và chúng ta sẽ quay trở về Excel Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây Là cái số 1.23 của chúng ta trước kia ấy Thì nó đã trở thành 1.23 rồi Và bây giờ chúng ta sẽ thử gõ vào là hàm sum Mở hoặc ra một cái Thì các bạn nhìn thấy được rằng là Cái dấu ngăn cách giữa các cái thành phần Ở trong công thức này Nó đã trở thành dấu phẩy rồi Thì từ giờ trở đi Các bạn có thể biết rằng là Ok nếu mà các bạn copy cái công thức ở trên mạng ấy thì nếu cái công thức đó sử dụng cái dấu ngăn cách giữa các thành phần ở trong một công thức là dấu phẩy hay dấu chấm phẩy ấy, thì các bạn sẽ phải xem xem là trên cái hệ thống của các bạn, trên Excel của các bạn thì đang sử dụng cái loại dấu ngăn cách nào bởi vì là nếu mà các bạn copy vào mà các bạn không thay đổi cái dấu ngăn cách này thì công thức nó sẽ lỗi. Ok. Thì đây là cái phần về dấu ngăn cách. Còn uh, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ lại trở lại với cả Control Panel, lại bấm vào Change Date, Time, or Number Format một lần nữa, và chúng ta sẽ bấm vào Additional Settings. Và nếu mà chúng ta muốn nhập uh, ngày tháng theo đúng cái thứ tự là Date, là ngày á, sau đó đến tháng rồi đến năm á, thì chúng ta sẽ phải bấm vào cái thẻ Date ở trong cái cửa sổ Customize Format này. Thì ở trong cái phần Date Format này thì chúng ta sẽ phải chép vào nguyên si là các bạn sẽ nhìn vào đây là chữ DD nhỏ này, chữ M lớn này, slash này, chữ và bốn chữ Y như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bấm apply, bấm ok, bấm apply và bấm ok một lần nữa và trở lại với cả Excel của chúng ta. Chúng ta có thể nhập vào một ngày tháng chẳng hạn, ví dụ một ngày tháng mà chúng ta biết rõ ràng là ngày đó không thể là tháng được, ví dụ 24 tháng 12 năm 2020 chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ bấm phím enter trên bàn phím. Và ở đây để biết được cái ngày này có phải là ngày tháng hay không thì chúng ta có thể mở rộng cột C ra thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ngày tháng cũng là số ở trong Excel thôi, nó căn lề bên phải. Và chúng ta có thể kiểm tra lại ở đây bằng date mở ngoặc ra. Chúng ta sẽ cho C3 vào. Um, hàm của chúng ta sẽ là hàm day chứ không phải date. Day ở trong C3 thì sẽ là ngày 24 thì đây chính là một cái ngày tháng và như vậy thì các bạn sẽ nhập liệu ngày tháng ở trên excel nó tiện hơn và nó thuận hơn với cái cách nhập liệu bình thường của chúng ta rất nhiều như vậy là chúng ta đã đi xong cái phần ngày tháng bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi được cái giao diện uh, tiếng hay là ngôn ngữ ở trên cái giao diện excel chẳng hạn thì chúng ta sẽ làm như sau um, nếu mà các bạn cài phiên bản uh, standard của Excel, phiên bản tiêu chuẩn của Excel ấy thì chúng ta có cái ngôn ngữ có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nhưng mà trong khi các bạn có thể là các bạn sẽ làm việc ở một số nước khác, ví dụ như Nhật hay là Trung Quốc hay là Đức hay là Ý vân vân các thứ thì là những cái ngôn ngữ đó Excel nó cũng hỗ trợ. Thì làm thế nào để mà chúng ta có thể cài đặt được những cái ngôn ngữ đó vào Excel? Thì chúng ta sẽ phải cài đặt một cái thứ nó gọi là language pack. Và chúng ta sẽ lên Google và chúng ta sẽ bắt đầu search là Excel language pack. Thì uh, các bạn sẽ vào một cái link các bạn để ý là sẽ có cái đường dẫn là office.com ở đây và chúng ta sẽ bấm vào cái kết quả đầu tiên như các bạn đang nhìn thấy. Và để mà cài đặt language pack thì uh, Excel của các bạn sẽ cần phải là Excel 2010, 2013 hoặc là một phiên bản mới hơn thì ở trong cái phần là which language do you need thì chúng ta sẽ bấm vào và chúng ta có thể search language đó. Ví dụ như chúng ta muốn cài một từ tiếng mình không rõ, có thể là các bạn sẽ muốn cài tiếng Đức chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải chọn tiếng Đức ở trong này. Tiếng Đức là German thì chúng ta sẽ bấm vào German. Và sau khi chúng ta bấm vào German xong ấy thì chúng ta sẽ cần phải download một là phiên bản 32 bit hoặc là phiên bản 64 bit thì chúng ta sẽ phải thì hiểu xem Excel của các bạn là 32 bit hay là 64 bit để chúng ta download cái phiên bản phù hợp. Và sau khi download như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái language pack này. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ phải đóng Excel lại và mở lại Excel. Sau khi đóng và mở lại Excel như vậy thì chúng ta sẽ vào file chọn options. Sau khi chọn options như vậy thì ở trong cái cửa sổ Excel options thì chúng ta sẽ phải bấm vào phần language. Ok, sau khi bấm vào Language như vậy rồi thì chúng ta có thể nhận thấy ở đây là cái phần Office Display Language có nghĩa là cái phần ngôn ngữ mà Excel nó thể hiện ra cho chúng ta trên cái hệ thống menu cái thứ ấy thì chúng ta có thể chọn German chẳng hạn bởi vì chúng ta vừa mới download và cài đặt ngôn ngữ German là tiếng Đức. Đó, chúng ta có thể Move Up hoặc là chúng ta có thể Set as Preferred. Đó. Xong, sau đó thì chúng ta có thể cài đặt cho cái việc là Check ngữ pháp kiểm tra ngữ pháp hay từ vựng thì ở đây đang là tiếng anh cũng đang là preferred có nghĩa là cái ngôn ngữ được mặc định hay là được uh, prefer hơn còn ở đây thì chúng ta có german thì các bạn có thể lựa chọn ở đây english hoặc german sau đó các bạn sẽ bấm ok và sau khi bấm ok như vậy thì excel sẽ yêu cầu bạn phải khởi động lại và sau khi khởi động lại excel thì tất cả từ hàm cho đến ngôn ngữ sử dụng ở trên các hệ thống menu nó sẽ được thay đổi theo và nói chung là nếu mà các bạn làm việc ở những cái nơi mà yêu cầu phải sử dụng những cái phiên bản excel có thứ tiếng như vậy nếu mà lúc đầu bạn chưa quen thì các bạn có thể thay đổi sang một cái ngôn ngữ mà các bạn cảm thấy quen hơn thì điều này cũng sẽ giúp cho các bạn uh, làm việc tốt hơn nhanh hơn bởi vì là các bạn sẽ không mất cái thời gian để mà chúng ta phải tra cứu hay là phải dịch hàm từ tiếng này sang tiếng khác bởi vì là đáng lẽ là mình nghĩ là cái cái việc là mỗi thứ tiếng lại có một cái bộ hàm riêng của nó trong Excel là cái điều không nên. Bởi vì giống như là chúng ta uh, sử dụng một cái ngôn ngữ lập trình ấy, thì cái hàm hay là công thức ở trong Excel nó cũng tương tự như một cái ngôn ngữ lập trình. Và bây giờ thì đi mỗi nước lại phải, phải học lại. Nó rất là lãng phí thời gian. Nếu không biết là Microsoft có định thay đổi cái đó hay không, nhưng mà ít nhất là chúng ta biết cách để mà chúng ta có thể chuyển được những cái hàm hay là những cái ngôn ngữ. Mà chúng ta chưa được uh, thành thạo lắm về cái ngôn ngữ mà chúng ta thành thạo hơn. Như vậy là nội dung video này đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.